mà làm kiếm tiền để rồi tích tiền đi bệnh viện ấy, thì sống làm cái gì? Vân khởi nghiệp với 100 triệu đầu tiên. Mình có sức khỏe, mình có trí tuệ, lo gì mà không kiếm được tiền. Xin chào các bạn, mình là Vân Kể Chuyện. Mình là một người khuyết tật, tuy nhiên là cũng đã có những thành công nhất định trong cuộc sống. Rất là vui vì được gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ nói với các bạn về một cái đề tài, đó là Vân đã thành lập công ty Imator như thế nào. Công ty Imator là một cái mô hình mà cung cấp các cái dịch vụ liên quan đến hình ảnh này, video và 2D, 3D, nhưng mà tập trung vào khách hàng các công ty bất động sản quốc tế. Thì thị trường của mình chủ yếu là ở Mỹ và các nước châu Âu và có cả Úc nữa. Các bạn biết không, khi mà Vân mới khởi nghiệp ấy, năm 2016, khi khởi nghiệp thì thực sự là không có tiền, tích góp mãi rất là lâu năm mới được đâu đó khoảng 100 triệu. Và cái hồi đấy mình nghĩ là mình cất 100 triệu này có khi lỡ đi viện đau ốm ấy thì còn có cái mà tiêu đỡ vệ sinh bố mẹ. Chỉ nghĩ đơn giản thế thôi, cho nên là kiểu làm một đồng nào cứ góp 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 xong đến được 100 triệu. Nhưng mà một ngày ấy, cái máu kinh doanh ở trong người nó nổi lên ấy, thì mình nghĩ ấy, mẹ đời sống sống biết sống được bao nhiêu đâu, mà làm kiếm tiền để rồi tích tiền đi bệnh viện ấy, thì sống làm cái gì, đúng không? Thì mình sống mình phải có cái ước mơ nó lớn lên, xem cái khả năng, cái năng lực nó đi đến đâu. Bởi vì dù sao đến cái giây phút hiện tại mình vẫn là một người có sức khỏe, có trí tuệ, thì mình phải nghĩ đến cái cách để mình có thu nhập, có kiếm tiền và kiếm tiền tốt chút chứ. Đấy, đấy là cái động lực, cái suy nghĩ đầu tiên. Sau đó thì Vân bắt đầu Vân nghĩ đến, thực sự thì mình đã làm cái lĩnh vực xã hội rất là nhiều, nhiều năm, nó có hiệu quả. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình không có tiền thì làm sao mà mình có thể hỗ trợ cho cái mô hình của mình lâu dài? Giả sử một ngày nó không có tài trợ nữa, chẳng lẽ mình đóng cửa à? Đúng không? Thì kiểu gì kiểu mình phải khởi nghiệp. Và sau khi mà suy nghĩ rất cân nhắc rất là lâu thì Vân mới rủ những cái người bạn của Vân khởi nghiệp chung. Đấy là cái mốc đầu tiên. Và Vân khởi nghiệp với 100 triệu đầu tiên, cùng với một số ít tiền các bạn của Vân góp cùng nữa. Và bây giờ thì có đâu đó khoảng 60 nhân viên, khách hàng cũng cũng ổn, cũng có thu nhập, cũng gọi là có tiền tiêu dùng dính, có một ít tiền để Vân kích vào cái quỹ. Tức là mỗi lần mà Vân Vân chia từ tiền của tức ấy, thì bản thân Vân và những người cổ đông sẽ trích lại 40% cái lợi nhuận ấy để đi làm các cái hoạt động xã hội, các hoạt động từ thiện, giúp đỡ cho những người khó khăn hơn, vừa là tích phước vừa là giúp đỡ mọi người. Ở trong công ty của Vân thì cũng có đâu đó là khoảng 40% nhân viên là người khuyết tật. Có những cái khoảng thời gian thì rất là đông, 60, 70, nhưng giờ thì ít hơn rồi, bây giờ chỉ có khoảng 40% thôi. Tại vì là cái công việc này nó yêu cầu cái deadline, tức là cái trả hàng rất là nhanh. Có những cái lúc mà mình sợ phải làm đêm ấy, thì các bạn cũng hơi yếu. Nói chung Vân là người người mà khởi nghiệp rất là trẻ, từ kinh doanh quán net này, bán vé máy bay này, buôn đồ online, sách tay Mỹ Úc này, rồi bây giờ thì mở mở công ty Mater này, thì khởi nghiệp rất nhiều. Nói chung là cái câu chuyện khởi nghiệp thì nó rất là thú vị. Cái quan trọng như này này, quan trọng không phải là mình sẽ thành công hay không, dám làm hay không, mà là mình dám chấp nhận thất bại. Khi mà mình làm, mình cần có những cái ước mơ lớn. Đã làm thì làm cho nó tới cùng, nó chuyên tâm tập trung làm, và đã làm thì hãy tin tưởng với cái điều mà mình lựa chọn. Nhưng tất nhiên một điều quan trọng đó là nếu như anh không thành công ấy, anh có chấp nhận được cái sự thất bại không? Hay là khi mà một cái ý tưởng của mình thất bại thì tự nhiên mình cũng sụp đổ theo, đúng không? Một mô hình có thể thất bại, hai mô hình tiếp theo cũng có thể thất bại. Nhưng mà nếu như mà mình có thể đứng lên ấy, đứng lên giống kiểu như phượng hoàng lửa bay lên từ đống tro tàn ấy, sống dậy từ đống tro tàn ấy, thì mình có thể start rất nhiều lần và làm lại rất nhiều lần. Nhưng một khi bản thân mình đã không còn niềm tin mà mình sụp đổ ấy, thì toang, thì coi như toi rồi. Cái bản lĩnh, cái sự vững vàng, cái sự can đảm của mình nó rất là quan trọng. Nó cũng là phần nào đó để mà nói rằng là cái kết quả của mình trong tương lai thế nào. Còn khi khởi nghiệp thì tất nhiên nó rất là khó khăn. Có những lúc khó khăn, có những lúc thuận lợi và có những lúc vô cùng khó khăn. Thế thì mình phải chấp nhận rằng có những cái khó khăn, mình phải kiên trì để bước qua những cái sự khó khăn. Mình kiên trì với những cái niềm tin của mình, làm thôi. Đó, chứ còn mà kiểu kiểu mộng mơ ấy,
mộng mơ cứ xây mộng đẹp xong rồi đến khi khó rồi bỏ ấy, thì còn lâu. Vân thì mới kinh doanh cũng bé bé thôi, nhưng mà dù sao thì mình đã từng làm, mình đã từng thử, và cái bản lĩnh của cái người đứng đầu nó rất là quan trọng. Sắp tới đây Vân lại khởi nghiệp tiếp, mở thêm công ty nữa. Sau này có cái gì lại giới thiệu mọi người nhé. Nhưng mà tính của Vân Vân thích kinh doanh lắm, không thích khởi nghiệp, bởi vì nó cho mình cái sự sáng tạo, cho mình một cái sự mới mẻ, cho mình một cái khả năng để mình học tập và tìm hiểu. Cho nên thường thì khi mà Vân làm cái gì thì Vân cũng sẽ làm những cái mà Vân chưa biết để mình tìm hiểu, cho mình có một cái gì đấy để mình cảm thấy là mình còn mục tiêu để mình phấn đấu. Bây giờ các bạn trẻ thì rất là thông minh, thực sự các bạn trẻ thông minh táo bạo, và các bạn trẻ khởi nghiệp cũng rất là nhiều. Chúc cho các bạn vững vàng thôi, vững vàng theo đuổi đến cùng cái mục tiêu của mình, có đủ cái bản lĩnh để vượt qua những cái khó khăn, còn cũng đừng có sợ, đã dám chơi dám chịu mà, hả? Dám chơi dám chịu ha.